Chỗ đó, chỗ này, cái lót bên trái, còn nhiêu đây, còn gốc đây hết. Đúng, còn như bên kia, tính bên kia. Có cái cùi dây ra, cùi dây căng đi. Dây kéo nó coi nhẽ. Đo, đo, cái mía, đo, mía đậm nó kéo khác hậu của tụi đây nó như thế nè. À, nhìn nó kéo khác đúng 20 mét đi, nghe cái mía gạch, cây gạch kìa, cô bà cùng kìa. Nhìn đi. Dây cũ đâu? Cộng lại ba thằng này thì ông cầm kéo coi, kéo một phát một luôn này, thì nước đủ sao kiếm một nó xéo rồi, đừng có bóp ke, bóp ke kéo, bóp ke rồi kéo thì nó kéo ảnh cho nó bị ra rồi lót rồi lấy cũ đi thì cũng mới cũ chứ. Rồi cuối cùng cái sân cũng xong cả nhà ơi. Làm cái bàn ông Thiên nữa luôn. Mình kêu người ta tô xây lại. Tô xây cái bàn ông Thiên lại. Làm cái sân này cũng 3 ngày mới xong. Còn dư một ít gạch. Cái sân này là 52 mét. Mình làm chi phí tổng cộng là gần 10 triệu á, tiền công, tiền cát, đá, xi măng với gạch luôn. Gạch này thì 80.000, 80.000 một mét. Mình tính làm rộng ra tới 58 mét. Nhưng mà thấy 50 làm 52 mét nó cũng vừa, cho nên còn dư một ít gạch là lót bằng cái sân cũ á, mà thấy nó rộng ghê không. Lót bằng cái sân cũ là vừa tới mấy bạn Thiên. Mình tính lót ra thêm 1-2 tấm nữa, nhưng mà tại lót 1-2 ra 1-2 tấm nữa vướng cây nhiều quá, vướng mấy cây kiển cái này cái kia, phải bứng phải dời, thấy nó mất công quá, cho nên thôi làm theo bằng cái mí cũ. Ở cái phía sau nhà còn dư được cái chuồng heo với cái khoảng trống này nè. Cái khoảng trống này giờ mình làm cái giàn để trồng trồng gì ta, để có mấy dây hũ hoa con nó mọc lên á, bỏ uổng quá, cho nên mình trồng hũ hoa rồi sau đó mình sẽ trồng nho. Trồng hũ hoa trước đi, nó gần tàn rồi mình mua nho gì mình trồng. Phía ngoài sau đây cái chuồng heo này bỏ hoang bỏ trống lâu lắm rồi, rất là lâu rồi, hồi xưa nuôi heo á, bây giờ bỏ trống mình thấy nó cũng phí. Mình bữa mình kêu thợ người ta chán xi măng á, chán tô lại để cho nó giữ nước nè, để mình nuôi cá, nuôi ba ba, nuôi lươn, nuôi ếch gì cũng được đó. Chán xong rồi mà mình chưa có nuôi, tại vì mình đang ngâm nước á để cho nó nhả xi măng ra mới nuôi được. Lấy cái bông bỏ bờ trước đi. Nghịch quá trời vậy. Tỉa cái bụi luôn cho nó chống mướt. Để tùm lum quá. Đem lên sắp dài ngoài đường đi. Để được dây chụp nha. Để cho nằm dài sắp đi, cái hồn chắc lá chết tỉnh. Thấy khó sen được gì thì đỡ quá. Làm gì nữa không Nam? Mất trời cây đó. Bỏ thì uổng. Bay không bỏ hả? Hả? Súng. Đổ như vậy. Nếu ơi rồi cái này cộng lưng à, la nặng rồi trước đây rồi.
không có đẳng là nó bông. Quá trời luôn rồi. Ốc kêu chặt 3 gan, cái ngọn nhiễm 2 gan. Ủa? Cái hạ xuống từ từ rồi. Như đây bán cũng được vài chục ngàn chung. Người ta bán lại thì hơn 100 ngàn á, tại mình bán lại cho người ta, à, người ta bán lại cho lẹ. Chứ mà mình ngầu mình bán cực lọn biết nào. Ê đừng bỏ uổng chung, nó dư kệ nó. Ừ, con đâu đâu có cần điều chính xác nó điều mình để mình bỏ nó uổng, để chặt bỏ một khúc vô uổng. Này về cái hồ mình xấu dài cả nước vô cái là nó sạch nữa. Nãy không có rửa sơ sơ. Được đóng luôn. Hôm bữa cũng nhiều nhiêu đây nè. Ừ. Mới có đâu có bao lâu đâu. Nửa tháng gì, nó ra nhóc chân nữa. Mau ghê. Mình mới bắt mấy ba về nè. Nhẹ 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 thôi, nhẹ nhẹ thôi. Nó cắn cái bao nè chồng. Ừ. Ý, xuống đi xuống. Rồi, thả nó vô đi. Mình bắt 100 con. Con 4.000. Coi còn dính trong bao không? Dạ còn. Mấy con này nhìn thấy cưng quá. Trời ơi thấy cưng quá. Trời ơi nước hơi nhiều quá. Ừ để xả nước bớt ra chút. Trời ơi cưng quá hả? Mấy con này nó nhỏ nhỏ nhìn thấy cưng. Bút mí ra thôi. Ừ, nó chạy trốn trong rồi. Hơi ít bèo quá chồng. Trời ít thôi nó còn nở rồi nó giờ. Dắt thêm miếng nữa, cho nó có cái nữa. Ở trên đây nó cạn nè, con nào muốn sâu quá thì lội xuống chỗ sâu, muốn cạn thì lội chỗ cạn. Nãy 100 con người ta cho 5 con 4.000 con, 100 con 400.000 tặng cho 5 con. Hồi nãy vậy đi ra đổ thức ăn á. Nó lên phơi nắng không? Không phải, đổ rồi không thấy, nó sợ nó trốn, nó đứng im hồi á. Thấy một anh chiếc khỉ bự được như đây rồi nè. Đâu bự vậy? Ủa, thấy một con bự như đây rồi nè. Ôi trời ơi. Hổm. Là cái mình của cái mai không? Cái gì của nó là bự như đây rồi nè. Hổm gài là trời không thấy được con bự đó, thấy con nhỏ nhỏ không à. Thấy được có một con duy nhất luôn. Thì cái ông đó ông nói con nào nổi lên ăn thì nó nhỏ, con nào nó trốn ở dưới á là nó bự. Là cái dèo này hổm gài mình thả cũng cả 2 tháng rồi. Nó cái dèo xanh xanh ở dưới mương đó. Dưới đó thì 30 con à. Cưng quá. Nó luôn lại đang gấp một đống luôn kìa. Nó đói kìa, nó kiếm ăn kìa. Ê sao nó khoái nó bu vô trong đấy vậy? Dạ không biết nữa. Rồi hello cả nhà, mình xin chào cả nhà và các bạn nha. Chào cả nhà và các bạn. Hello đồ. Bữa nay anh Sáu về cho ăn cá, hôm nay làm tùm lum cá cho ăn luôn. Cá kèo nướng, cá chê nướng, cá gì, cá gù phi nướng. Gù phi này mình nướng muối. Ngoài vườn còn mớ rau, nó ra hái vài cái mồng tơi đồ dơ nữa, nấu canh cua. Có chứ, có mấy cọng mồng tơi. Mồng tơi nấu canh cua. Trời trời, ba bữa nay bự dữ vậy hả? Rồi, còn mấy ký rồi đó. Trời con này có 3,5 kg anh sao? Dữ lắm à. Trời ơi, nó ăn thảo dược cái gì mà mau lớn dữ vậy trời. Ăn nhiều quá trời ăn luôn. Bảy về bữa nay trời mưa luôn rồi kìa. Chuyển đen dần. Bảy về chỉ có vậy thôi. Bảy chuyển sao người đó hả? Đen thù lùi. Kiếp trời con nào lấy nè. Gọi cái đầu bảy ai hớt tóc đẹp ghê luôn. Tám hớt à.
Con này cả 3 ký rưỡi á. Trời ơi, con này dữ lắm à. Đúng sức á nha, mà con này chưa đúng sức. Mai gã bán luôn. Trời ơi. Nhiều lái lại coi lắm. Này đã gắn người vô vô. Thôi, sợ gắn. Đẩy này thiệt chứ. Gắn vô đớp hết con ta. À, trời đất, cái trang trại này quy mô quá. Không, cái trang trại hấp hồn á. Ghê không, ghê không? Độc Quỳnh chơi lại quá trời luôn á. Đúng lý ra là cái chỗ này là cái chỗ hồ bơi của vợ anh Đạt nè. Ờ, nhưng mà tại vì á, lý do là bây giờ nó hơi giờ nó không muốn bơi nữa. Để cho ba bơi. Trời ơi kìa. Này chế nước nhiều vô nó bơi luôn á. Cái hồ này em nuôi 1000 con không? 1200. 1200 hả? Ừ. Cũng được, hồ này nuôi 1200 con vừa rồi. Dữ lắm à. Chùi dầu, nghe nói chùi dầu luôn. Nghe 1200 con nghe giật mình. Bạn gì? Cá kèo nướng đúng không? Cá kèo nướng với cá rô phi làm gì? Chia ở về nướng nướng muối, cắt mấy cọng máy nhét vô, mấy cọng lá dứa. Đúng rồi, muối bọt đi. Muối hột. Muối hột hết rồi. Muối. Rồi khỏi nói luôn, hết đâu, hết rồi khỏi nói. Mỗi lần ra tới đây là muối hột nó hết à. Thiệt luôn á. Không có muối hột nó bị ướt chèm nhẹp rồi. Không phải là đã bây giờ thầy mưa đó cho nên nó ướt. Mưa ướt. Cá này giờ làm sạch sẽ cái là mình ướp được rồi. Ướp muối nướng. Muối hột, đâm ra, cho nhuyễn nhuyễn chút. Bắt đầu sát lên trên con cá. Rồi để nguyên dính muối hột rồi đó. Để lên bếp than đang lửa nè, đốt. Trời, cái nướng ngọt thật lắm nè. Ngọt, rồi. Nướng này ngon lắm. Thở vô. Món này như của Thái Lan hay gì á, bữa thấy người ta coi cho thấy, bữa coi thấy trên mạng. Bữa phải đi Thái về phải có lần rồi đó. Phải không? Ừ. Như nhớ của Thái Lan gì á. Thái Lan. Mày đi Thái Lan làm gì vậy? Ủa thật. Mới làm có ăn nữa à. Hết tiền. Làm nửa bên còn nửa bên hả? Giờ nửa bông nửa trái. Phút nào. Giờ nửa bông nửa trái nữa không biết sao giờ. À, đây là mới là cái hồ nhỏ thôi. Cái hồ này nuôi đỡ 1-2 tháng à. Cái hồ đại nữa. Hồ cái quy mô chương trình để nuôi ba. Đó bên hông nhà đó. Cũng là cái hồ cũng bình thường thôi. Bên đó nuôi được 5000 con á. Sắp tới nhân rộng cái mô hình dài để thả ba thả lan hết. Nuôi giống như gà vậy hả? Dài, nuôi kiểu như cá sấu bữa Long Xuyên vậy, thả vòng. cái hồ trong là bơi được nha. Hồ trong là chế nước đầy là vô bơi được à. Hồi bữa con Nguyên với con Linh đăng ký bơi đó. Nay ăn cá gì? Cá nướng. Cá kèo. Cá kèo nướng với cá rô phi, cá chê. Cá rô phi chê làm gì? Nướng luôn. Cá rô phi bự, mua cá bự á, nướng cá kèo này còn ướp muối nướng. Đúng rồi, cá kèo còn sống á. Cái kèo này bỏ cục đá vô cho nó gây tê mới ướp được. Ừ, cái hồi vậy. Bữa nay cho anh Sáu leo cây hái mướp. Leo cây chấm cái hả? À? Chấm cái mới hái mướp không? Ừ. Nhìn coi anh thấy không? Thấy trái nào đó không? Trái hư rồi, thú quá rồi. Có còn trái nữa. Tới không? Không tới, thảy cho cây. Có cây kẹp. Ừ. Trái nhỏ nó ăn được rồi, để không vài bữa nó hư á. Kéo vô luôn, đúng rồi. Cháu đại vô đi, nó đứt cái dây để cho nó mọc cái tược mới. Hư luôn rồi anh Sáu ơi. Này có trái mướp này mà nó hơi già rồi. Này cho anh Sáu vừa leo cây. Được không? Anh chọt đại ngang cái khúc eo trên lại gãy à. Cái bụi lá dứa ở đây là cũng mười mấy năm không vậy? Trăm năm rồi. Quá trời. Cái bụi lá dứa này không phải mười mấy năm đâu. Bụi lá dứa này nếu bạn nhớ không lầm là năm 97, 98 là nó có rồi đó. Cái thời mẹ bán sâu nó dở hả? Lúc phải còn nhỏ đã có rồi mà. Chỗ này là một cái dũng. Một cái dũng chỗ này nè, có cá lóc này kia rồi nè. Hay đem cái cần câu ra cắm cá lóc ở đây nè, có cá lóc mà. Cái dũng cái mương đúng không? Đúng. Lạng không được sâu vậy. Lâu lắm rồi bộ này. Mấy chục năm rồi. Ừ.
Tính đi cho năm 2000 thôi, rồi bao nhiêu rồi? Đây 22, 21, 22 năm rồi. Ừ. Mà nó có hoài, nó mọc 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 miết vậy đó. Đậu gồng hả? Để con coi còn trái nào không? Tại vì nó già già tùm lum chứ. Từ từ coi chừng nó sụp gạch á. Mấy cái mồng tơi này nó cũng mập quá nè. Ủa cái này có trồng gì không? Không. Ở đây trồng bắp ngoài đó không có trồng. Giờ có thấy không? Nó bích dịch à. Có bữa có mấy trái non non già già hái hết rồi. Giống như là nó sao ta, nó qua một đợt á. Cái gì vậy? Hả? Đâu có gì vậy đâu. Có ổ chim mà nó bay rồi. Đá mà gì vậy? Có trái nào? Có mấy trái già núp núp trong á. Hái mớ mồng tơi vô nấu canh. Con trái rồi khỏi hái luôn đi. Nãy nó ngồi ôm thì đó có ăn ngồi ôm không? Có ăn ngồi ôm thì hái về cộng ngồi ôm. Về cộng vô cho nó thơm thơm. Ừ, hái mấy cọng rau dờ nó luôn. Với ngồi ôm nó ngồi ôm ngay chân anh luôn á, tốt quá trời. Này nấu canh nè, cái này ăn sống. Mới đầu gặp là mấy đá. Nhà rau găm thì dạng đây nhóc nè. Đây nè. Nè, ngay đây nè. Được đám ngồi ôm này tốt ghê. Ngồi ôm ở dưới anh Tư còn không biết. Nó cũng rụi rụi mới mọc lại à. Tốt không? Thì dài trong đó nó không có nắng, nó cao nhiều à. Giờ mình ướp cá kèo. Cá kèo mình để đỡ lên trên này nè. Ướp cá kèo trước. Rồi xong rồi cái mình làm gì ta à, ướp cái cá kia. Chân mặn nghe chồng. Tay mình rửa vệ sinh sạch sẽ ra nha cả nhà. Cá kèo chứ nướng muối ớt này ngon lắm. Này là muối ớt Tây Ninh. Đó, nó dính dính về là ok rồi đó. Xong rồi giờ mình lấy ra để cái cá kia vô ướp. Này hơi có nước để chút ra. Massage cho nó, massage toàn thân. Cái này massage nhẹ nhẹ nha, dễ đứt tay lắm nha cả nhà. Tại mấy cái kỳ, mấy cái mang nó đâm vô. Chỉ ấy ở bề ngoài thôi phải không chồng? Đúng rồi. Đi cho tí xíu vô trong cái mặn không? Không. Mình bỏ lên nướng liền, nó cháo lớp da ở ngoài thôi. Ai có muối cục thì làm muối cục, ai có muối bọt là muối bọt, cái nào cũng được. Này là lá dứa. Có cần phải giò không? Không. Lá dứa này nhét vô bụng, nhét vô miệng đó. Cái này bự quá, nhét vô bụng nó trước đi. Ồ. Cái này gọi là
cá rô phi ngậm lá dứa à? Đó, vậy đó. Này là con cá chê, cá chê mình nướng mọi dính không, sao? Được không? Đó, lật mạnh quá luôn. Khét luôn. Khét lớp ngoài, lớp muối ngoài. Ừ, chở con đó luôn. Nấu không? Nóng quá. Coi mấy con cá chê coi. Bữa sau là bắp bẻ rồi đó, chơi vậy. Rồi bữa mưa quá trời nó gãy á. Dạ. Tưởng đâu trồng bắp kiểu mới vậy chứ. Trời ơi, móc kiểu mới để cho nó nằm ngang vậy hả? À. Gỡ được gì á? Muốn đựng gì đựng. À để. Ừ đúng rồi, dạ, lượt cua trước không? Lượt cua trước để mình bắt nước lên. Gạo này cây nhà lá vườn. Có mua thêm một ít nữa. Nhìn anh giống đầu bếp Thái Lan quá anh sao? Ừ, Thái Lan. Khét rồi. Không sao, nó khét ngoài lớp da ngoài à. Này mình đang bỏ da phía ngoài. Mấy cá chê bữa nay nướng nó bị bể. Bể. Chuột này là chuột dừa nè. Bắt được mấy con chuột dừa. Nó lên nó phá dừa lắm, nó ăn là nó cắn là dừa nó rụng tùm lum luôn á. Được 3 con chuột dừa. Làm dừa ăn luôn ha. Lan này rồi chồng biết đến khi nào nó mới ra bông ta? Giờ tới đợt nó ra bông nữa ra. Này là anh cắt cắt mấy cái nhánh già bỏ bớt không? Cho nó nhẹ cái chậu cây. Ăn thịt với cũng ngán. Để được sâu sâu vô cho nó chín cái đầu. Cái lá dứa này nướng nó hực cái mùi lên thơm phức à. Dứa mà. Thơm thấy có lý hơn xả nha. Là lạ. Lạ mùi. Này mình nấu canh cua nha. Cua này là cua xay sẵn rồi, giờ mình lược ra thôi. Cái mướp bị non ghê. Ừ. Nó bị hư rồi, cắt bỏ khúc đó. Ô, chạy ba. Rồi em vô đi em ra. Em vô. Rồi bỏ ra luôn đi vậy. Bỏ chung vô luôn là mướp nó chín là vừa. Mướp nãy non, chín quá nó gục, ăn nó không ngon. Thank you.
có về hả ba? Đó, anh ba xui của anh hai qua chơi, qua thăm anh xui. Ba mới qua anh ba. Chị ba có qua không anh? Không, chị ba chứ hơi mệt chứ không qua. Dạ, có mình anh hả? Anh có nấu bò nấu măng nữa. Chắc qua. Bò nấu măng nữa hả? Ừ. Nay em làm cá không anh ơi? Nay ăn cá nướng không à? Cá nướng. Dạ. Giờ cá chín hết trơn rồi cả nhà ơi. Bữa nay có xui của anh hai qua vui quá, cho nên là hôm mình không có ăn đây, mình đem mấy cái món cá này đem vô nhà chị hai ăn góp vui luôn. Này có xuân hai qua chơi nè. Cá này thì nó ngon lắm, mình nướng muối nè, cá tươi rất là ngon, lạ lắm. Thêm cái gì ta? Cái mùi lá dứa nè, nó rất là thơm. Đó. Rồi thôi mình cũng xin kết thúc video luôn, đem vô nhà chị hai ăn luôn cả nhà ơi. Rồi chào tạm biệt cả nhà, cảm ơn cả nhà đã luôn ủng hộ và xem video của mình nha.